đó. Không quay tôi nha. Chết chết à. Đây bà con ơi, đây là cái chợ Vĩnh Phú nha bà con. Bà con ở đây rất là vui vẻ nha, hòa đồng nha, bán đồ rất là ok nha. Đấy, bán đồ rất là rẻ luôn bà con ơi. Bà con tới đây chợ Vĩnh Phú thì bán đồ rất rẻ nha, tới đây ủng hộ bà con nha. Đây, đây bà hai nè, rất là ok luôn, bà ca nè, vui tính luôn nè đó. Đây là bà con nè, bà con bán hàng rất là ok nha, vui tính, bán hàng rất là rẻ luôn, bán bầu mớp rất rẻ luôn rồi bà con đó. Đây đó bà hai nè, rất là vui tính luôn nè đó, bà vừa đi vừa bà vừa múa luôn nè đó. Hai bà tám, bà tám, bà tám cho bà bán giấy đất đó, bà hai bà nhảy nhạc thì cái tôi làm nhờ bà nói lộn mà tài lòng. Đây là chợ Vĩnh Phú nha bà con ơi. Đây chợ Vĩnh Phú nha bà con bán hàng rất là ok, vui vẻ, hòa đồng nha bà con ơi, rất là rẻ luôn, bà con nào tới đây ủng hộ nha. Quay qua gửi qua bên Mỹ luôn bà con ơi. Đây bán nước mía rất là rẻ luôn nha các bạn, có 5.000 một ly à. Nước mía phải ngon, phải đẹp. Ừ, ngon là phải ngon là phải sạch nữa. Có bọt. Ừ, không bao giờ có bọt luôn, rất là ngon luôn nè, phỏng vấn anh này luôn nè. Mía phải cho nó ngon, phải sạch sẽ. Ừ. Còn trong queo rồi ai uống. Ừ. Hàng bao ngọt luôn, không bao giờ bỏ đường nha, nước mía không bao giờ bỏ đường, vẫn ngọt như thường nha bà con. Cái gì em? Thì bán gì? Đây bà con ơi, đây là chợ Vĩnh Phú, chợ cá nha bà con ơi. Mãi vô, mãi vô. Đây bà con bán cá đây rất là vui vẻ, bán cá rất là rẻ luôn nha bà con. Bán cá giao tận nhà luôn. Đúng rồi, giao tận nhà luôn, mua giao tận nhà luôn nha. Ai mua đây là alo cho mấy chị này là giao tận nhà luôn. Mặn mua về là rửa là ăn thôi bà con, không bao giờ mặn luôn nha. Đó. Đây là rửa là bắt lên là nấu là ăn luôn, không cần phải mặn nha bà con. À, đây là bà con rất là vui vẻ, vui tính, hòa đồng luôn nha bà con ơi. Đây em gái làm gì ra, bán gì? Bán đường, đường thốt lốt gì, đường nước mắm gì tùm lum hết chứ. Đây nè, bán rau cải nè, bán bí, bán bầu, bán gì cũng có chứ nè. À. Đây bán thịt heo nè. Đây bà chị bán thịt heo không bao giờ đụng vô người bà được nè. Dì cha ơi. Kinh mình không, mình không đăng, mình đăng vô kinh ta. Tao la. Đây là chợ Vĩnh Phú nha bà các bạn, đây là ở sau đây là chợ cá nha, chợ thịt nha. À, đây bà chị rất là vui tính nè, mua thịt heo bà là về nhà không bao giờ có lông để nhổ nha bà con, bà nhổ hết trơn rồi. Đó, bà bán là không bao giờ mà có sợi lông này để nhổ hết trơn, bà nhổ hết trơn luôn. Đó. Ừ. Còn mua mà mỡ của bà là về không bao giờ sắt miếng nào chung, bà sắt hết trơn luôn. Ừ. Còn bà con ở đây bán cá là bảo đảm bà con không bao giờ về mặn, bà mặn hết trơn. Bán
Đẹp con lột luôn mà, thấy không? Thấy không? Bà con rất là vui tính luôn, rất là hòa đồng, vui vẻ luôn. Đây ai ủng hộ bà cô quả bào rau muống nha. Đó, rau dừa rau sỉ lẻ luôn bà con ơi. Đó. Rất là vui tính luôn. Ai mà ghé đây bán hàng mà chỉ cần bà cô mở hàng một cái là bán không còn thứ gì luôn. Ừ. Bán là không còn một cái quần cho mặc luôn nè. Rồi bà con nào ủng hộ mình để lại cho mình một rồi ba con rồi bà con nào có thương Sơn để lại cho Sơn một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký nha. Thôi xin chào các bạn nha.